Hỏa Phụng Lưu Nguyên, tập 7. Không phải chột mắt mà lại rất trẻ. Phàn Trù, Quách Phiếm. Không sai, tôi đã từng thấy hắn ở Vương Thành Lạc Dương. Thật khó tin, hắn chính là thích khách độc nhãn trong truyền thuyết. Lý Thôi, hắn vẫn chưa tỉnh được sao? Lý Thôi, vết thương đầy người, thoi thóp sắp chết. Lữ Bố dùng hình quá là tàn độc. Xem ra Lữ Bố trả thù cho Hứa Lâm là thật lòng. Hồi 59, Tam Long hội họp. Các người cũng biết ta rất đa nghi, không tự đến kiểm chứng, ta sẽ không tin là hắn đã bất tỉnh. Muốn hắn tỉnh để thẩm vấn có một cách. Nghe nói Tây Phương có một hình phạt dùng để trị phạm nhân, đó là trói hắn lên trên giá gỗ, sau đó máu từ từ chảy ra, dù đã ngất xỉu cũng phải tỉnh lại mà xin tha. Đau lắm phải không? Cực hình này cả người đứng xem cũng phải sợ hãi đến rơi lệ. Lý do tôi dùng hình nhiều năm, tôi nói hắn bất tỉnh là bất tỉnh, ngài không tin tôi sao? Thấy mới tin, đó là điều ta khuyên mọi người. Các người quên rằng Hứa Lâm luôn cẩn thận mà cũng chết dưới tay hắn sao? Bây giờ hắn dễ dàng bị bắt, các người không thấy khả nghi à? Tới! Lữ Bố đến rồi, chúng ta đi thôi. Đành vậy. Yên tâm đi, ta đã sai người bảo vệ chúa công nghiêm ngặt rồi. Trường tế, hơn nữa trong thành hễ thấy kẻ nào tàn tật thì lập tức bắt về. Nhưng bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người đó đã bắt đầu ra tay rồi. Ngài nói về bản phê văn của chú Công ư? Đó là chuyện hay của Lữ Bố. Trường Liêu, thủ hạ của Lữ Bố, nhờ có công bắt được tên này mà được thăng chức hoàng cung đội trưởng. Hoàng cung đội trưởng chỉ là chức nhỏ thôi mà. Ngoài ra, ba thuộc hạ của Hoa Hùng là Hầu, Ngụy, Tống cũng được thăng chức. Lữ Bố ra sức đề bạt cũng không uổng công. Nghe nói ba tướng ấy hiện nghe theo Lữ Bố rầm rắp. Phàn Trù, ngươi cũng được thăng lên châu quận trưởng đúng không? Ngoài lão Phàn ra, trong phê văn cũng có phần của chúng tôi nữa. Chúng ta đều có được quyền cao chức lớn, không phải là cạn lợi sao? Có lợi, ta thấy chúng ta đại họa lâm đầu rồi. Từ bẻ ngón tay. Mi đúng là một con quái vật, đáng sợ nhỉ? Đúng, có lẽ nên dùng củi sắt thì tốt hơn. Tất cả đều thuận lợi, bước tiếp theo là gì? Ngày mốt, Trường An sẽ có biến động về nhân sự. Tất cả những kẻ gây trở ngại đều sẽ bị điều đi. Còn Mi sẽ sắp đặt cho ta vào cung. Mi đối nội, còn ta đối ngoại, người nào việc ấy? Hiện quyền phòng thủ Trường An và binh quyền của Hoa Hùng đều nằm trong tay Lữ Bố. Chỉ cần chúng ta rời khỏi Trường An thì sẽ không có ngày trở lại. Vương Doãn hiện đang làm mưa làm gió trong quần thần. Chỉ cần các quan đoàn kết thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ý ngài? Ta muốn nói, chỉ cần đại đa số cho rằng người kia là phản tặc thì hắn chính là phản tặc. Cái chết của Hoa Hùng và sự mất tích của đại công tử chỉ là bước khởi đầu. Điều đáng sợ hơn là, cho dù chúng ta biết rõ Lữ Bố là kẻ chủ mưu đứng sau lưng, nhưng một khi chúa công chết, Lữ Bố vẫn là người kế thừa hợp pháp, vì hắn có thể đổi trắng thay đen bất cứ lúc nào. Hiện ai cũng biết Tàn Binh đã nhập thành để ám sát chúa công. Tàn Binh từng giết Hứa Lâm, uy hiếp chúa công, ai cũng muốn tiêu diệt chúng. Lữ Bố vẫn khăng khăng muốn trả thù cho bạn, liều mình bảo vệ chúa công, ai ai cũng tôn kính. Vì thế, trong tình hình ngay gian chưa rõ, nếu chúa công bị hại, chúng ta ở ngoài vô phương cứu viện. Mà Trương Liêu ở trong cung, một là phong tỏa tin tức, hai là lừa Âu Đế hạ chỉ, tùy tiện bịa ra tội danh gì đó để trừ khử chúng ta. Sau khi xong việc, Vương Doãn có thể theo thủ hạ của ta rời khỏi, còn ta sẽ ở lại quyết đấu với Mi một trận. Được, nếu thắng ta, ta sẽ thả Mi đi. Gia đình Vương Doãn đang trong tay ta, đừng hòng cứu được họ.
Hiểu chưa? Hiểu. Chủ tử, có đúng như gã tiểu tử ấy nói không? Chỉ sợ gã nữ tế ấy. Nữ tế, con rể. Lý Nho đã nhìn ra rồi. Ý của chủ tử là Trương Liêu, đầu ta lại đau rồi. Chư tướng à, Lữ Bố bắt đầu đau đầu rồi. Cứ để hắn đau chết luôn đi. Sự tình trở nên rất thú vị. Không ai canh giữ cả, mau lên. Tránh ra mau. Tên Thích, ê Thích khách, mày không đến phủ Trương Liêu sao? Không, ta muốn đến hoàng cung trước. Để dò địa hình à? Được, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi ngay. Khỉ thật, thú vị đến nỗi khiến ta không biết phải làm gì. Vương phủ, Trọng Đạt nói rất đúng, kẻ mạnh trong thiên hạ đâu đâu cũng có. Chuyện đời đâu dễ dàng như thế. Vương Doãn, ngươi có âm mưu gì? Lần trước ở Lạc Dương, với lần này nữa là hai lần đúng không? Đừng tưởng ta không biết gì. Thật ra ta đã biết tất cả. Chết rồi. Nếu Đổng đại nhân đã biết ý đồ của chúng ta, nghĩa phụ, cha còn do dự gì nữa chứ? Trong khi do dự, ta là điêu thuyền hay là đát kỷ, chỉ biết rằng thiên hạ vì ta mà biến đổi. Dự báo tập sau. Một ván cờ, chung mỹ tửu, trao lễ vật, đoạt thiên hạ, mưu sát thủ, bức hoàng đế, lễ đông đầy, giết Lữ Bố. Trên quan trường, người gian ta trá, không kẻ nào dám nói không. Chỉ dành ở sau quan trường, lặng lẽ giấy cuộc đổi thay. Nữ tế, nghĩa tử, thích khách, trận chiến mưu trí cuối cùng. Tập 8, Đổng Trác tuyệt mệnh. Vào tháng 12, Tam Long hội họp, ngày tàn của Đổng Trác.